Tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này cũng đánh dấu thất bại quân sự toàn diện duy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Washington đã phải bỏ lại đồng minh đang hấp hối của mình. Đứng trước sự thất bại của nhà nước bù nhìn và lời kêu gọi từ thủ của Nguyễn Văn Thiệu, không ít những tướng tá Việt Nam Cộng Hòa đang trấn thủ Đà Nẵng, cửa ngõ bảo vệ Sài Gòn, đã chọn cách làm ngược lại mệnh lệnh tháo chạy trong đêm, ngay trước thềm quân giải phóng tiến vào. Vậy kết cục của họ sẽ ra sao? Mời anh em cùng ngược dòng lịch sử đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, cuộc tấn công của quân giải phóng miền Nam tại quân khu 1 được phát động bắt đầu từ Trị Thiên, rồi đến Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi từ ngày 10 tháng 3 năm 1975, tiêu diệt nhiều đơn vị quân đội Sài Gòn và áp sát các đô thị. Với tinh thần dao động mạnh, tướng trưởng trở lại Đà Nẵng buổi chiều ngày 19 tháng 3 để thấy tình thế ở đó ngày càng thêm tồi tệ. Pháo binh tầm xa của quân giải phóng đã bắn vào bản doanh tiền phương của quân đoàn 1 ở gần Huế. Buổi sáng ngày 20 tháng 3 năm 1975, tướng trưởng đáp máy bay tới bản doanh ở phía nam phòng tuyến Mỹ Chánh. Tại đây, ông ta nói với các cấp chỉ huy của quân đoàn 1 rằng Thiệu ra lệnh phải giữ Huế. Các sĩ quan tỏ vẻ vui mừng vì rốt cuộc ít ra thì họ cũng nhận được một mệnh lệnh dứt khoát và cương quyết, và họ đã sẵn sàng chiến đấu trong thế chuẩn bị hiện tại. Đến 1 giờ 30 hôm ấy, người dân được nghe lời tuyên bố thâu băng của Thiệu qua đài phát thanh Huế rằng Huế sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng đến buổi chiều cùng ngày, khi trở lại bản doanh quân đoàn, tướng trưởng vô cùng ngạc nhiên nhận được lệnh không giữ Huế nữa. Một mật điện từ Sài Gòn gửi tới nói cho tướng trưởng biết rằng Bộ Tổng Tham mưu chỉ có phương tiện để yểm trợ một vùng cố thủ tại vùng 1, có nghĩa là tướng trưởng phải lựa chọn để giữ lấy một vùng. Tướng trưởng suy diễn là Thiệu muốn phải rút về Đà Nẵng, vì Thiệu vẫn coi Đà Nẵng là thành phố quan trọng nhất ở miền Trung. Quả thật là lời lẽ trong mật điện rất mập mờ, như là thói quen của Thiệu từ lâu nay vẫn mập mờ. Thế là lại một lần nữa, tướng trưởng tin rằng lệnh đã ra là phải rút về Đà Nẵng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cần phải tử thủ để giữ Huế. Cùng ngày 20 tháng 3 năm 1974, ngày mà mật điện của Thiệu càng làm cho tướng trưởng thêm bối rối, thì quân giải phóng lại có quyết định mới. Bộ Tư lệnh tối cao của Hà Nội chỉ thị cho mặt trận B4 và quân đoàn 2 xuất toàn lực để cắt quốc lộ 1 và cô lập thành phố Huế. Chỉ thị này được đưa ra sau khi một điệp viên nằm vùng trong dinh của Thiệu đã báo cáo về Hà Nội quyết định bỏ đất ở miền Trung của Thiệu. Từ bản báo cáo ấy, quân giải phóng hiểu rằng phải tiến quân thật mau trước khi chủ lực của quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa có thể rút về cố thủ tại một số cứ điểm hoặc được rút về Sài Gòn. Thi hành chỉ thị mới từ Hà Nội, quân giải phóng tung sư đoàn 324B và sư đoàn 325C đánh vào các vị trí của sư đoàn 1 bộ binh và của liên đoàn 15 biệt động quân ở phía Nam Huế. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chống cự và giữ vững vị trí cho đến buổi sáng ngày 22 tháng 3 năm 1975. Nhưng đến 2 giờ chiều ngày hôm ấy, các đơn vị còn lại của liên đoàn 15 biệt động quân chịu áp lực quá nặng nên phải rút khỏi các vị trí gần Phú Lộc và rút về phía Bắc qua đằng sau các vị trí của sư đoàn 1. Phía sườn trái của sư đoàn 1 cố gắng lập một phòng tuyến mới dọc sông Chuồi ở phía Nam Huế chừng 20 cây số nhưng không lập được. Trận đánh này của quân giải phóng đã cắt đứt nhiều quãng của quốc lộ 1. Đến ngày 23 tháng 3 năm 1975 thì Huế đã bị cô lập và chỉ còn liên lạc được với bên ngoài bằng đường biển. Đại bác quân giải phóng đã bắn vào Huế và các đơn vị còn lại của biệt động quân cùng với sư đoàn 1 vừa chống cự vừa rút dần về phía Huế. Ở phía Bắc Huế, biệt động quân giữ tuyến sông Mỹ Chánh đã bị chọc thủng, nhưng lữ đoàn thủy quân lục chiến 3.000 người lại lập được một phòng tuyến ở bên ngoài Huế chừng 8 cây số dọc con sông Bồ. Đêm hôm ấy, bản doanh quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa thông báo cho cố vấn trưởng của Mỹ tại vùng 1 và tổng lãnh sự Mỹ Al Francis rằng quân giải phóng đã lại đánh bọc xương sư đoàn 1 và rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chặn được đối phương. Mấy người Mỹ còn lại tại Huế được trực thăng trở tới Đà Nẵng. Đại họa cho quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa diễn ra từ phút này. Lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 1975, tin rằng mình thi hành đúng lệnh bỏ Huế và cứu lấy tối đa sinh mạng các binh sĩ vùng 1, tướng trưởng ra lệnh rút mọi đơn vị chiến đấu ra khỏi thành Huế. Thủy quân lục chiến và các đơn vị ở phía Tây và phía Bắc Huế sẽ rút ra bờ biển về phía cửa Thuận An để chờ được tàu trở đi. Sư đoàn 1 sẽ yểm trợ cuộc rút lui của họ và sư đoàn 1 cũng sẽ rút về phía bờ biển. Cù Lao Vĩnh Lộc trải dài ra 30 cây số về phía Đà Nẵng. Nếu dùng phà hoặc tàu nhỏ để tới đó thì có thể tạm tránh được áp lực của quân giải phóng để sau đó lại có thể dùng quốc lộ 1 tiến về Đà Nẵng. Có một trở ngại lớn là từ Cù Lao Vĩnh Lộc vào đất liền phải qua một vũng khá lớn và cần có công binh và hải quân trợ giúp.
các đơn vị thủy quân lục chiến tiến về cửa Thuận An trong trật tự vào ngày 25 tháng 3. Tuy rằng dọc đường họ phải mất khá nhiều thời gian để dồn thường dân đi khỏi vùng đất ở bờ biển, vì tại đó binh sĩ và chiến cụ sẽ tập trung để lên tàu. Nhưng đến khi sư đoàn 1 bắt đầu rút theo sau thủy quân lục chiến, thì câu nói tiên tri đen tối của chuẩn tướng Điềm, ai lo cho người nấy, đã thành sự thật. Hàng chục ngàn người, binh sĩ và thường dân trộn lẫn vào nhau và hối hả đi về phía bờ biển. Thế là sư đoàn 1 bị kẹt cứng trong cái biển người ấy, một phần bị ảnh hưởng vì lời tiên tri của tướng Điềm, một phần nữa vì quá lo cho thân nhân nên một số binh sĩ bắt đầu bỏ đơn vị để đi tìm gia đình của họ. Ở sau lưng họ, quân giải phóng đã tới cửa đông thành Huế và bắt đầu kéo cửa lên. Đến buổi trưa thì có nhiều binh sĩ và thường dân đã dồn tới vùng biển. Đám đông tập trung ở vùng biển nháo nhào chen lấn, la hét, gây kinh hoàng cho những người đang chờ được tàu trở đi. Nhóm lính vô kỷ luật lấy đi cơ hội cứu hàng ngàn binh sĩ. Sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Hồ Văn Kỳ Thoại cho biết rằng chỉ mới nhận được lệnh từ đêm hôm trước và không có một kế hoạch nào để chở 50.000 người đang chờ trên bờ biển về Đà Nẵng. Nhưng ông ta cương quyết sẽ nỗ lực tối đa để cứu những người đang đặt hy vọng vào những chiếc tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Nước thủy triều, sự vô kỷ luật và nóng nảy của một số người, binh sĩ cũng như thường dân, cộng thêm đạn đại bác đã làm cho công cuộc cấp cứu rất khó khăn và chỉ đạt được kết quả nghèo nàn. Ví dụ, một toán binh sĩ vô kỷ luật đã di súng vào đầu viên sĩ quan hải quân và bắt ông ta phải chở họ đi ngay đến Đà Nẵng. Vài chục tên lính vô kỷ luật ấy đã lấy đi mất cơ hội cứu hàng ngàn binh sĩ khác. Kết quả là có nhiều người đã cố lội xuống nước để băng sang bên kia vùng biển, nhưng họ đã bị nước cuốn trôi. Có rất nhiều người tử nạn vì bị nước cuốn. Một số ít người sống sót về được tới Đà Nẵng đã buồn bã kể lại câu chuyện chính họ chứng kiến. Năm viên tiểu đoàn trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cùng nhau tách ra khỏi đám đông lẫn lộn vào những phút chót của sự chờ đợi được tàu hải quân chở đi. Năm viên sĩ quan ấy đều nói lời từ biệt với đám đông rồi tiến về phía trước và tự sát bằng súng lục của mình. Cái chết của năm sĩ quan này nói lên được một phần nào cái thảm trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Văn Thiệu. Mệnh lệnh ban ra chưa kịp thi hành thì đã thay đổi, rồi lệnh này lại trái ngược hẳn với lệnh kia. Đang ở vị trí mạnh thì bị buộc phải rút bỏ. Do đó binh sĩ bối rối và chung cuộc thiếu cấp chỉ huy ở bên họ thì chắc chắn phải tan rã trong hỗn loạn và tủi nhục. Vốn được coi là linh hồn của quân đoàn 1 để bảo vệ cố đô Huế, sư đoàn 1 đã chịu một cái chết rất bi thảm. Binh sĩ của sư đoàn ấy đều hầu hết có gia đình tại gần đơn vị. Một trong các lý do khiến cho họ chiến đấu gan dạ là họ biết họ đang bảo vệ thân nhân của họ. Ngược lại, nếu họ biết rằng quê quán và thân nhân họ bị bỏ rơi thì khó giữ vững được tinh thần chiến đấu. Chuyện ấy đã xảy ra khi Nguyễn Văn Thiệu ban ra thứ mệnh lệnh mù quáng và điên khùng, khi thì đòi giữ Huế, khi thì đòi bỏ Huế. Bị giằng co giữa ý muốn bảo toàn chủ lực cho quân đoàn 1 và ý muốn tuân theo lệnh của Thiệu, nên sư đoàn 1 bị tê liệt. Lúc ấy, hẳn tướng trưởng đã biết rõ sự dốt nát và ngu xuẩn của Thiệu rồi mà đành phải chịu bó tay. Làm thế nào duy trì được kỷ luật khi đa số binh sĩ được phản lệnh phải trở lại Huế, trong khi gia đình họ đang chạy về phía Đà Nẵng? Mặc dù có khá nhiều binh sĩ của sư đoàn 1 bỏ đơn vị để đi tìm thân nhân, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị của sư đoàn 1 cố gắng đến phút chót để giữ được sự phối hợp và tinh thần kỷ luật. Nhà báo Úc Dennis Warner đã viết lời truy điệu cái chết của sư đoàn 1 trong một cuốn sách. Trung đoàn 3 của sư đoàn 1 tan rã tại phía tây quốc lộ 1 và chạy về phía biển. Biệt động quân và quân tự vệ lấn nhau leo lên hai chiếc tàu đổ bộ nhỏ để chạy, nhưng họ bị thủy quân lục chiến, cũng của Việt Nam Cộng Hòa, tấn công bằng vũ khí tự động và lưu đạn. Hai chiếc tàu chìm ngoài khơi làm chết trên 100 người trên tàu. Gần kề sự hỗn loạn tinh thần, ngày 25 tháng 3 năm 1975, tướng trưởng lại còn phải chứng kiến thảm cảnh những gì còn lại của sư đoàn 1 cố tìm cách thoát khỏi vòng vây của quân giải phóng mở ra ở phía Nam Huế. Dầu sao thì sư đoàn ấy cũng đã đưa được những chiến xa, quân xa và pháo binh tới Cồn Cát nằm giữa biển và tỉnh Thừa Thiên. Đó là một hòn đảo nhỏ, xung quanh chỉ có nước. Bị pháo binh đối phương nạ bắn không ngừng, sư đoàn này tới được mỏm cực nam của hòn đảo nhưng không thể tới được cực bắc vì gặp một vùng có nước. Nhiều trực thăng bay tới chở dụng cụ làm cầu, nhưng hỏa lực mạnh của đối phương khiến cho công binh phải bỏ cuộc. Cây cầu bị bỏ dở. Thế là trên Cồn Cát đó, sư đoàn được coi là đáng kính nể nhất của Nam Việt Nam đã mệnh trung. Thảm kịch của quân đoàn 1 và vùng 1 chỉ mới bắt đầu. Khi mở cuộc tấn công ở phía Bắc Đà Nẵng, quân giải phóng cũng mở một mặt trận khác ở phía Nam, khi tung ra một trung đoàn có chiến xa tăng cường để tiến chiếm Tam Kỳ, cắt quốc lộ 1 ở nửa đường đi Chu Lai, là nơi đang có bản doanh của sư đoàn 2 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Lúc tướng trưởng đang cố gắng lập kế hoạch phòng thủ mới cho vùng 1 với những gì còn lại trong tay, thì một phái đoàn sĩ quan của bộ tổng tham mưu lại tới.
mang cho ông ta một tin rất buồn. Thiệu ra lệnh phải cho sư đoàn thủy quân lục chiến trở về Sài Gòn ngay để tham dự việc phòng thủ quân khu 3. Tướng trưởng không tin là đã nghe thấy cái lệnh kỳ lạ này. Ông ta nói không thể được vì không có sư đoàn thủy quân lục chiến thì làm sao bảo vệ được Đà Nẵng. Phái đoàn Bộ Tổng tham mưu nói rằng không thể trái lệnh của Thiệu và họ đề nghị nên dùng sư đoàn 2 thay thế sư đoàn thủy quân lục chiến bảo vệ Đà Nẵng. Tướng trưởng đành phải nghe theo. Ông ta xin các tàu đổ bộ từ Sài Gòn tới để di chuyển sư đoàn 2. Ở đây, lại thêm một lần nữa, vì kế hoạch thiết lập vội vàng nên đã đưa tới nhiều thiệt hại nặng nề cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Để theo đúng thời biểu rút quân đã định, các đơn vị địa phương quân và sư đoàn 2 phải rút vội vã trên những lộ trình không được bảo vệ. Do đó, họ bị phục kích liên tiếp bởi sư đoàn 2 của quân giải phóng trước khi tới được điểm tập trung để lên tàu. Trong đêm 25 tháng 3 năm 1975, chừng 7.000 binh sĩ, khoảng 2/3 của sư đoàn 2 và 3.000 thường dân được chở ra khỏi Đà Nẵng để tới Cù Lao Ré, cách Đà Nẵng chừng 50 cây số. Sư đoàn 2 này đã mất rất nhiều chiến cụ và đồ trang bị, cho nên cần phải có thêm khá nhiều thời gian tái trang bị trước khi có thể trở lại chiến đấu cho mặt trận Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, hồi 5 giờ 55 phút sáng, cứ điểm phòng thủ vòng ngoài cuối cùng của quân đội Sài Gòn phía Nam Đà Nẵng là Vĩnh Điện bị quân giải phóng đánh chiếm. Đến 6 giờ 30 phút, các cụm chốt trên đèo Hải Vân của quân đội Sài Gòn bị tiêu diệt. Quân giải phóng tràn xuống đánh chiếm kho xăng Liên Chiểu, cầu Nam Mô, cầu Trịnh Minh Thế, mở đường cho xe tăng tiến ra bán đảo Sơn Trà và quân cảng Tiên Sa. Sương mù bao phủ dọc theo bờ biển, ngoài khơi các tàu di tản đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng thủy triều thấp không vào được bờ, nên quân đội Sài Gòn di tản phải lội ra biển dưới làn pháo của quân giải phóng. Khoảng 6.000 lính thủy quân lục chiến, 3.000 lính sư đoàn 3 bộ binh và lính của những đơn vị khác lên được tàu cùng với dân di tản. Ở hướng Nam, quân giải phóng được tăng cường một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã đánh chiếm khu vực Bà Rén lúc 9 giờ sáng. Tướng Ngô Quang Trưởng lệnh cho sư đoàn 1 không quân dùng 4 phi đội A-37 đánh sập cầu Bà Rén và cầu Câu Lâu, nhưng không cản được quân giải phóng vượt sông bằng xuồng, ghe, bè. Lúc 9 giờ 30 phút, trước nguy cơ thua cuộc đã gần kề, tướng Ngô Quang Trưởng và các chỉ huy cao cấp của quân đội Sài Gòn còn lại tại quân khu 1 đã dùng trực thăng ra tàu HQ-404 chạy trốn. Đến 12 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng chiếm được sở chỉ huy quân đoàn 1. Ở hướng Tây Bắc, quân giải phóng có một tiểu đoàn xe tăng phối hợp tấn công chiếm sở chỉ huy sư đoàn 3 bộ binh vào toàn bộ khu vực Phước Tường, Hòa Khánh. Tất cả các mục tiêu quan trọng như tòa thị chính, sân bay Đà Nẵng, sân bay nước mặn, đài phát thanh, ty cảnh sát, ngân hàng quốc gia, trụ sở quân tiếp vụ đều lọt vào tay cách mạng. Chiều hôm đó, các đơn vị quân giải phóng có thiết giáp đi cùng lần lượt tiến vào Đà Nẵng và trật tự được lập lại trong thành phố. Có gần 90.000 sĩ quan, binh lính quân đội Sài Gòn và nhân viên dân sự của Việt Nam Cộng Hòa không di tản được đã ra trình diện chính quyền quân quản. Việc các đơn vị quân đội Sài Gòn tháo chạy khỏi Đà Nẵng ngày 29 tháng 3 năm 1975 là sự thất bại toàn bộ công cuộc tổ chức phòng thủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại quân khu 1, trung tâm là Đà Nẵng. Tổn thất nặng nề với quân lực, tướng lĩnh mất tinh thần, lòng người rối loạn, lại mất Đà Nẵng cùng toàn bộ quân khu 1 vào thời điểm cuối tháng 3 năm 1975. Điều đó đồng nghĩa với việc chế độ Việt Nam Cộng Hòa mất đất gần 50% lãnh thổ và sức mạnh còn lại. Sự thất bại đó đã làm rúng động cả Hoa Kỳ và lung lay bộ máy chính quyền Sài Gòn, đẩy thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tồn tại cuối cùng. Thắng lợi của quân và dân ở Đà Nẵng cùng quân khu 1 vào tháng 3 năm 1975 đã góp phần lớn lao vào việc kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng nội dung video này được trình bày với mục đích cung cấp thông tin và giải trí. Các quan điểm và ý kiến trong video này là của cá nhân tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng thông tin trong video này. Hãy luôn kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn chính thức và đáng tin cậy.